Hôm nay đi lại thăm một cái ông người Phần Lan quen, cũng thăm thoát đây mà gần 3 năm á mới tới á. Kinh hồn không? Từ lúc Covid. Covid rồi cái quay qua quay lại, quay qua quay lại rồi cái không có đi thăm. Đến ngày hôm nay luôn. À, mùa hè rồi bây giờ. Những người lớn của Phần Lan là như thế đó. Thường đi có chiếc xe đó đi cho nó an toàn, nhanh. Thay vì chạy xe đạp, đi bộ. Thôi trắng như bông bưởi nha em. Em thiệt có trắng như bông bưởi luôn á. Trắng như bông dại. Này chắc cũng 20 độ hay gì. Trời mát. Quay mà chẳng có thấy gì hết trơn luôn. Trời trong xanh, gió chinh cành. Em nghe. Em hả? Gió nó bay. Gì hả? Một màu xanh xanh gió lắm. Bữa nay mà không gió chắc nóng lắm em. Bữa nay mà không gió chắc nóng lắm á. Trời chó đâu mà xuống dữ vậy nữa. Màu xanh xanh. Quá wow, trời gió luôn. Ý, vậy thấy không? Bông nó bay. Người ta kêu vậy thì không? Tại vì hai vợ chồng người Phần Lan này lớn tuổi. Rồi trong cái thời kỳ dịch á, mình không có dám tới thăm. Mà nói sau khi dịch hết rồi mà nói mà để tới thăm hoài mà không có tự do, tự do đi lại. Mà cũng kế bên là từ nhà tới đây có mấy trăm mét rồi. Anh bà cũng lớn tuổi rồi. Anh biết tới người ta còn sống không biết nữa. Thiệt tình. Không vàng đâu. Không vàng đi. Ủa cái này đâu phải bộ công anh hả? Không, không. Cái này không phải bộ công anh nha, đây bông gì không biết nè. Bông dại. Bông hoa dại. Ở màu tím màu đỏ. Rồi bắt đầu đó, màu tím này nó bắt đầu lên rồi nè. Nè, cái bông màu tím này khác nha. Còn tím vàng lên. Cái cây dài. Đấy. Nguyên cái đầu đằng đây là nguyên cái đầu màu tím nè. Bởi vì khi nghe nói đến mùa hè. Ai cũng nghĩ rằng là mùa hè phải nóng nực rồi nè ha, không? Mùa hè ở đây là mát mẻ và bông hoa nở đều hết trơn. Trường dạo này không biết nhà lớn tuổi không biết có làm. Làm gì nữa? Ai với bả làm. Nói giờ lẩm chung có người khi khác là trả lời. Ông bà bán nhà vô Dương Lão. Ủa 2 năm mấy rồi trời. Nó nhiều khi công việc cái nọ với không biết. Làm này nọ, người đây nó thời gian mấy lắm. Tới qua bây đậu lại tuần qua tuần nhanh lắm, nói mà cứ tới thăm hoài mà cứ. Chung là cũng hai ông bà cũng lớn tuổi, mình không muốn làm phiền nữa. Lỡ nó phiền lắm. Trong thời gian dịch Covid mình không biết chuyện gì thì nó tốt, không gặp. Hai năm dịch xảy ra nhiều chuyện. Ủa cây này cây gì lá gì mà lá lá? Nhà mình có, ủa mất ở cái cây này hả? Cây này lá phong hả? Hái bậy. Cây kiển gì nha. Tím. Wow. Tím này đâu phải tím đâu. Nó nâu. Tím đen, tím nâu vậy đó. Ủa có chiếc xe đậu đó ai? Ai chạy? Bả làm sao bả chạy? Bả không chạy con bả chạy. Ui, này biết có loại bông hoa này. Bông thạch thảo. Bông thạch thảo hả? Không biết à, nếu bông thạch thảo không biết quá.
Đây, nhà ông ở đây. Thôi, xe. Thường mùa hè không là đừng có sao mình ra cái sao thôi. Không có. Cũng có đèn. Có để đèn. Rồi xong thứ hai hết. Ở đây coi tivi. Ủa ông biết ổng có ổng. Rồi mới đây 2 năm mấy rồi trời. Thời gian chưa nhanh thiệt. Sao không thấy thuốc ổng người ta? Hay sao? Là nghe sao? Không có đẹp. Đó, tập xuất đẹp. Lên người sen vì bố cái in để có mày hết nó là covid tỷ mày nô đây hả rồi mày cái sưu đồ mày ăn đi hộp à mình in nhà bố anh ra đưa rồi anh ôi đi mà em bắt dưới này mà ổng đâu không thấy em đi vòng đường kia em đi vòng kia thì con người cái thời ha thôi vậy rồi thôi. Em đi nhanh, em đi nhanh nè. Vô thường. Cái ổng ở đâu không biết nữa. Còn sống rồi nữa. Trời ơi trời. Ủa. Có thuốc còn ở đây. Này hôn chút có mệt. Ý ngà có mệt. Ý ngà. Nga. Quá rẻ hút. Hút chút xin hả? Dạ. Quên ta lít đây. Vô lên. Nga nha. Nga ơi. Ra đây đi. Bảo bay đây rồi. Này bông. Giường của ông bà ở đây. Năm nay không có trồng gì hết lớn này. Năm nay biết bông gì đây. Gì in đây? Hay là gì rồi nông tin. À. Hè, tróc mà nó hè po hè bị gì. Rồi, rồi, nó xuống lại lì về. Hồ gắm hả đó nó đi. Ốt tê. Ốt tê. Rồi, rồi. Vì anh ấy sẵn. Sách tì nó. Dạ phèm nên, dạ phèm đi xuống nó. Dạ phèm. Dạ phèm đi phèm. Hà được khoảng chút. Này, anh đi nấu dạ. Đi dô tiền. Mên hà là vít tà hồ rồi. Hà là vít tà hồ. Rồi, hè. 95% hồ. Dạ. Dạ, dạ, học sổ. Nej, modernt till vara utan hår och de tar bort allt hår. Nej, det går inte med mig. Jag har för mycket hår. Ja, men nu har de maskiner som de tar bort. Ja. Hans pappa... Matti då? Ja, pappa läkare, yrkesskolan. Jaha. Vi samlade ju namn nu, det är mycket oj med genom järn. Ja. Har ni planerat på någon resa nu i sommar eller? Ja. Kanske det. Nästa månad, jag går till Vietnam. Ska
Có đủ hả? Dạ. Dạ. Dạ, menu Việt Nam öppna. Vi behöver inte det här corona mera. Ja, därför jag kan... Han var det länge stängd. Ja, länge stängd. Ja. Nästan 2 år. Ja. Ja. Ông ta thích cái vấn đề mà anh em ở Việt Nam mà thứ ông còn nhớ ha, ông nít còn nhớ ha, anh em thứ mấy ông còn nhớ, ông nít ngộ ở Việt Nam sao mà anh em mà nói vấn đề thứ ông này ông thích lắm. Nít tích tích cơ number sister. Ở nhà của Nga tới anh em đông á, từ thứ mấy, từ thứ 2 tới thứ 10. Thứ 11. Thứ 11 luôn. Ừ. Dạ, from the world. Ông nhớ dài vậy sao? Ê, là ba. Này trời nắng đẹp nè. Cỏ. Ông này 80 rồi nhưng mà rất là yếu. Tại vì ông này, ông hồi xưa ông có là cầu thủ đá banh của đội Liga ở đây á. Sau đó rồi ông bị chấn thương. Họ làm xong cũng về hưu sớm. Đó. Chung là ông hiền lắm, chất khoát, hai vợ chồng hiền. Trời mát quá. Nào chắc rảnh là năm nào rảnh là nướng thịt, là lấy nướng thịt ăn em. Năm nào rảnh là lấy nướng thịt cho ổng ăn. Ổng thích ăn thịt nướng Việt Nam mình lắm. Ông ơi ông ta. Nhỏ to tổ bố giờ có hai còn hai chồng ở. Ở xứ này nó vậy đó. Này đâu có tiền đâu mà mướn thuê người giống như mà Việt Nam mà lại dọn dẹp nhà cửa đâu. Cũng có mà cũng ít. Con đường này những nhà đẹp lắm. Dễ thương. Ở đây có một cái con robot tự nó cắt cỏ. Robot tự nó cắt cỏ, mình cứ gài giờ đó, tự động nó chạy à. Chạy xung quanh nó có mình có nó biết sạc dây điện. Nhà ở đây còn rẻ hơn nhà Việt Nam nữa. Nhà này xây cũng lâu rồi, nhà này xây chắc thời năm 70 mấy vậy đó. Thấy căn nhà hai nóc vậy đó. Trong đó thì ở tầng trên là hai tầng cộng thêm một cái ở trên ba phòng ngủ. Trên ba phòng ngủ. Ở dưới là một cái bếp rồi cộng thêm một cái phòng khách. Cái bếp, phòng khách, ăn, cộng thêm cái phòng ngủ nhỏ nữa, từ tổng gara xe. Nhà này chắc nghỉ chừng trăm mấy chục ngàn euro. 3 tỷ, trăm mấy chục ngàn euro. 6-7 nghỉ đúng. Ai, nhà ổng đây. Đẹp quá gì. Cây cỏ nhà. Giờ lớn tuổi rồi. Này nè. Mai mốt mà tới phiên mình. Vậy thôi chuyện đó mà. Ở bên đây nhà nó cũng xài một cái máy robot cắt cỏ nữa. Thấy không? Đây nhà, đây hàng rào. Dách đó lại đâu cần dách đâu. Thấy không? Đây nè là một cái ranh tự nhiên nè. Ngay cái lần ranh là ranh tự nhiên thôi. Đâu có ai làm hàng rào cho nó mệt. À cộng cộng đó bà xã đang cộng là cộng gì làm gì làm bánh hả? Lâu lắm không làm bánh chua đó ăn. Này làm chua chua ngon. Đúng rồi. Đây là bông dại không nha bà con. Bông dại không đó. Thôi hình ảnh này biết không được bao lâu nữa không sống.
Giờ không còn thấy đường nữa. Lúc ổng con mắt còn ấy á, thì ổng làm những cái này nè. Cái này là cái sọ dừa nha quý vị. Đó, mua từ ở châu Á, đây có bán những cái sọ dừa nè. Cái ống đỏ để hạt này hạt nọ vô, cái chim lại ăn. Chim lại ăn cái ông ngồi, cái ông lấy. Ông lấy, ông dòm, ông coi. Ông nhìn, rồi cái ông nhớ. Ông nhớ những cái con chim nào nó về đây, về đây tới mùa nó về, về, về đó. Đó. Người Tây rảnh rỗi vậy đó. Ta nhớ nữa là năm nào mà không có con chim nào về đó, ông buồn. Ông buồn, ông cũng thắc mắc, tại sao con chim đó năm nay không về. Thank you.